như lan đột biến ấy, đầu tiên là mua 100.000, 20.000 cây đấy, 50.000 cây, 100.000 cây. Ừ. Xong rồi bây giờ tao bảo là 500.000 cây không ăn thua, bây giờ bố mày mua 1 tỷ một cây à, được không? Bây giờ anh cần là 1.000.000 cây lan đột biến với giá 1 tỷ một cây đấy. Thầy ví dụ cho nó nổi bật như thế thôi, còn nó diễn ra sẽ rất là tinh vi, các em hình dung không? Hơn, nó còn hơn như thế đấy, các bạn nhé. Thì các bạn phải hình dung là lúc đấy nhà nhà người người nhé sẽ đi trồng lan đột biến, các bạn có tin không? Ừ. Nhà nhà người người sẽ đi kinh doanh lan đột biến, nhà nhà người người sẽ vào rừng nhé để tìm lan đột biến, các bạn ạ. Đấy, bạn hình dung không? Và nhiều thằng này còn bỏ tiền ra ôm lan đột biến đấy. Đấy, bạn đã hiểu chưa ạ? Và lúc đó thì sao? Lúc đó giá một cành lan đột biến đấy nhé, nó có thể rơi vào là ví dụ nó mua 1 tỷ một cành, năm sau vừa rồi có thằng mua 12 tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ một cành lan đột biến. Thì khi đó nhé, những cái cành lan đột biến rẻ rách mà lúc nó đầu nó mua của các bạn ấy, nó gom sẵn lúc đầu ấy, nó mua với giá 10.000, 50.000 ấy, nó sẽ mang bán với giá là 1 tỷ một cành. Sau khi nó bán xong, nó chuồn nó đi đâu rồi? Các bạn hình dung ạ, thì trong cái xã hội này vẫn còn rất nhiều thằng đang ôm, rất nhiều thằng đang trồng. Đấy, và thằng nào vào sau á, thì thằng ấy chết, lúc nào nó nổ thì bọn ấy chết. Đấy, các bạn đã hiểu chưa? Nó lừa đến mức độ chẳng ai làm gì được nó, bạn có thấy không? À, bạn làm gì? Bạn làm sao làm được lỗi? Tôi đố bạn tìm được đây. Bây giờ cũng chẳng biết thằng nào đầu têu ra cái trò đấy. Các bạn hình dung nhỉ? Đấy, nó mua cơ mà, nó có phải là ăn cướp của bạn đâu. À, nó có xin của bạn đâu. Ừ, bạn đã thấy là đỉnh cao chưa? À, mà không ai làm gì mà chết cũng không biết. Ngay như hôm vừa rồi, tôi có điện thoại với thằng em, là tôi cũng bày trò lan nhiếc này. Xong anh, tôi bảo là em có biết là vì sao lan đột biến nó chết không? Ừ. Anh ơi, là do cái thằng kia nó rửa tiền nên là nó liên quan đến lan đột biến này. Tôi bảo nó rửa tiền thì liên quan lan đột biến hả? Vậy nếu như lan đột biến nó có đúng cái giá trị là 10 tỷ thì cái thằng nào rửa tiền thì nó liên quan gì lan đột biến? Tôi ví dụ bây giờ giá của nó 10 tỷ một cành thì nó vẫn là 10 tỷ một cành, mày thích làm cái trò gì đâu phải là nó chỉ rửa tiền mỗi lan đột biến. Nó dùng đô nó rửa tiền không được à? Nó dùng nhà hàng nó rửa tiền không được à? Nó dùng vàng nó rửa tiền không được à? Nó dùng đất nó rửa tiền không được à? Nó liên quan gì hả? Nó không hiểu cái gì hết các bạn ạ. À, cái bản chất của lan đột biến chết ở đây là do